Đây là những vận động viên có mặt trong đội hình xuất phát của hai đội. Ở trận đấu trước, Ninh Bình đã phải nhận thất bại khá cách biệt trước Nghệ An bên phía Hải Dương. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên cao. Bóng đã vào rổ. Hai điểm đầu tiên cho Ninh Bình ở trận đấu này. Chúng ta cùng xem lại những đột phá của Ngọc Ánh. Ngọc Ánh chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Ninh Bình ở hai lượt trận vừa qua. Ném ba và đã có 3 điểm cho Hải Dương. Lưới ba thành công. Thêm 2 điểm nữa cho Hải Dương. Xin lỗi bạn, đó điểm số thuộc về Ninh Bình. Người ghi điểm đó là Văn Tưởng, đội trưởng của Ninh Bình. Phạm Văn Phúc ném 3 và tiếp tục có 3 điểm cho Hải Dương. Rất hay. 8 đều. Rất trống trải và thoải mái. 3 điểm cho Hải Dương. Cú ném 3 chính là điểm sáng của Hải Dương cho đến lúc này. À, không vào rổ. Phản công. Lấy áp tốt. 2 điểm nữa cho Hải Dương. 13-8. Ném 3. Ebu. Rất nhanh. Lấy được bóng và sau đó ghi điểm. 4 giây cuối. Chạm mình rổ đi vào tấn công tốt. Vẫn là các thủ Ninh Bình. Đã có 2 điểm cho Ninh Bình. 15-17. Chuyền cho Thiên Ân. Thiên Ân rất nhiều thời gian để ném 3. Chưa có 3 điểm. Nhưng rất may mắn vừa rồi thì vẫn có 3 điểm cho Hải Dương. Hai điểm cho Ninh Bình. Một cầu thủ có khả năng luồn lách đột phá rất nhanh. Lấy bóng nhanh của các cầu thủ Ninh Bình và ném 3 tuyệt vời, rất chính xác. Có 2 điểm cho Ninh Bình. 24-21. Chuyển nhiều hơn, giãn bớt đội hình để có thể luân chuyển bóng cách hợp lý. Phạm Văn Phúc ném 3 và đã có 3 điểm dành cho Hải Dương. 24-27. Ném 3 tốt của Công Vinh. 27-28. Rất hay. Tỷ số lúc này giữa hai đội. Phạm Văn Phúc đột phá. Đi vào tấn công tốt và đã có điểm. Chicken Chen và người ghi điểm đó là Phạm Văn Phúc. Công Vinh. Đức Anh cú ném 3 và đã có 3 điểm cho Hải Dương. 37-30, khoảng cách được nới rộng lên 7 điểm. Thành Đạt có 2 điểm cho Ninh Bình. 32-37. Những tình huống ghi điểm xuất sắc của Công Vinh giúp cho Hải Dương. 2 điểm nữa cho Ninh Bình. 34-39. Ba điểm. Ném quá xuất sắc đến từ Phạm Đức Anh. Ngọc Ánh ném 3 thành công. 3 điểm nữa cho Ninh Bình. Lên bóng cho Hải Dương. Và tiếp tục là Đức Anh đột phá quá hay. Rất dễ dàng. Rồi cuối cùng thì quá tuyệt vời. Các ghi điểm xuất sắc của Phạm Đức Anh. Và tiếp tục là một pha ghi điểm xuất sắc nữa của Phạm Đức Anh. Khoảng cách chỉ còn là 1 điểm. Cú ném 3 không được. Chuẩn bị vào tốt và vừa rồi thì Hải Dương đã có thêm 2 điểm nữa. Bắt bóng rất hay của Đức Anh. Phạm Văn Phúc lấy áp điểm. 55-49. Một điểm số liệu. 2 điểm cho Ninh Bình, 2 điểm đầu tiên của Ninh Bình trong hiệp thi đấu cuối cùng này. Ném 3 thành công, góc cực độ.
3 điểm nữa cho Hải Dương. Rất lộn xộn. Ngọc Anh ném 3. Bóng vào rồi. Đẩy người của Đức Cảnh vào số 5. Rất đáng tiếc cho Ninh Bình. So với hai hiệp đầu tiên thì lúc này số 0 Ngọc Ánh của Ninh Bình đang chơi tốt ở hai hiệp còn lại. Ngọc Ánh 2 điểm nữa cho Ninh Bình. Hai điểm cho Ninh Bình. 58-63. Thêm 2 điểm cho Ninh Bình. Hai điểm nữa cho Ninh Bình. 62-63. Ném 3 của Đức Anh. Bóng chạm vạch rổ. Cơ hội phản công cho Ninh Bình. Thành Đạt. Phạm Đức Anh. Ngọc Anh ném 3. 3 có 3 điểm cho Ninh Bình. 65-63. Ninh Bình đã vượt lên dẫn trước Hải Dương. Rất ấn tượng. Đây sẽ là ghi điểm rất quan trọng với Hải Dương. Phạm Văn Phúc. 3 điểm cho Hải Dương. Lên tiếng đúng lúc. Hết giờ. Và như vậy là Hải Dương đã có được chiến thắng kịch tính và vô cùng hấp dẫn trước Ninh Bình. Một trận đấu công hiến của cả Ninh Bình và Hải Dương. Hải Dương đã có được chiến thắng 70-65 trước Ninh Bình. Và ngôi sao sáng nhất chính là số 2 đội trưởng Đức Anh của Hải Dương.